Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, hàng năm cộng đồng người Việt tại thành phố Philadelphia đều tổ chức đại hội thường niên vào cuối năm để tổng kết hoạt động một năm qua và đề ra chương trình hoạt động cho năm tới. Năm nay, đại hội thường niên được tổ chức vào lúc 2:30 ngày 27 tháng 12 năm 2015 tại nhà hàng Sài Gòn Maxim. Hầu hết đại diện các hội đoàn, tổ chức thuộc cộng đồng đều tham dự. Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt, phút mặc niệm. Đồng lòng cùng đi, hy sinh cái gì từ đâu? Kế đến là phần tường trình của Hội đồng đại biểu và Hội đồng chấp hành về hoạt động trong một năm qua, cũng như đề nghị hoạt động cho năm tới. Đại hội cũng thông qua thành phần nhân sự cho tân Ban Thường vụ Hội đồng đại biểu cộng đồng nhiệm kỳ 2016-2019. Đến 5:30, một tiệc ra mắt tân Ban Thường vụ Hội đồng đại biểu đã được tổ chức cũng tại nhà Sài Gòn Maxim. Kính thưa tất cả quý vị, trước mặt quý vị là Ban Thường vụ và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cái người đi sau cùng, và chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái nhiệm kỳ đến đây, ông Phạm Quốc Vũ sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà Hội đồng đại biểu đã ủy nhiệm cho. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Út, Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhiệm kỳ 2016-2019. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi đã được sự tin tưởng của các hội đoàn, đoàn thể và các đảng phái đã bầu cho chúng tôi vào nhiệm kỳ 4 năm 2016-2019. Cái sự tin tưởng của quý vị đã làm cho chúng tôi khích lệ tinh thần chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng cái nguyện sát cánh với tất cả đoàn thể, hội đoàn và các chính đảng để đưa cộng đồng Philadelphia và vùng phụ cận chúng ta càng lúc càng vững mạnh. Cuối cùng là một chương trình văn nghệ do anh chị em trong cộng đồng trình diễn. Bao quan thiên nhân về đây đủ với gió, cả hồn người Nam nhớ thù. Đi ra đi đã hết chi hồi, xa lắm tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh thôi đây, sao đang tâm làm lại xa cho tôi. Nguyễn Đình Toàn, tường trình từ Philadelphia.